Nhiều khi thấy những bữa cơm nó đi ăn tôi tới, nó không kêu tôi ăn. Bất hạnh như vậy. Dạ. Vì hoàn cảnh nó khó khăn, tôi phải chịu đựng, chịu chăm đành. Tôi muốn để cho qua đời cho rồi thì không qua đời được. Trời chưa ai nấy dạ. Dạ, Lang Thang Sài Gòn xin kính chào quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên, cho phép Lang Thang Sài Gòn tôi gửi đến quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay tôi nhận được một sự trợ duyên của một cô Việt Kiều, đó là cô Phúc Hạnh, là đại diện cho một nhóm mạnh thường quân bên Mỹ. Thì thông qua cô 80, cô Phúc Hạnh cũng gửi về lần 2 với số tiền là 1.000 đô la Mỹ để mà chia sẻ đến 10 bà con. Thì kính thưa quý vị, thông qua đây thì tôi cũng xin thông báo quý vị luôn là đợt 1 là cũng thông qua cô 80, cô Phúc Hạnh cũng gửi về cho Lang Thang Sài Gòn này 1.000 đô để mà chia sẻ đến 10 bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thì đợt 1 Lang Thang Sài Gòn cũng đã chia sẻ xong và cũng đã có những cái clip để mà đưa lên cộng đồng mạng. Và đây cũng là đợt 2, là lần thứ 2 cô 80 cũng gửi về cho Lang Thang Sài Gòn là 1.000 đô la Mỹ, cũng mong muốn rằng để chia sẻ đến là những bà con, là cụ thể là 10 bà con có cái hoàn cảnh khó khăn, là mỗi bà con là 100 đô la Mỹ. Thì hôm nay dưới cái sự giới thiệu của chú Quang thì Lang Thang Sài Gòn cũng tìm đến chỗ là chú Hoàng để mà tìm hiểu cái hoàn cảnh chú và cũng trao cho chú một cái món quà tinh thần của một số mạnh thường quân phương xa gửi về, đó là cụ thể đó là nhóm mạnh thường quân của cô Phúc Hạnh thông qua cô 80 để mà gửi về cho Lang Thang Sài Gòn đợt 2 này cũng là 1.000 đô chia sẻ cho 10 bà con, thì mỗi bà con là 100 đô la Mỹ. Dạ thì con chào chú Quang, con chào chú. Dạ. Dạ thưa chú, thì hôm nay con cũng được chú là giới thiệu tới để mà chia sẻ những cái phần quà của một số bà con phương xa gửi về cho chú Quang. Dạ thì con nhờ chú Quang để chia sẻ trước về cái hoàn cảnh chú Quang như thế nào. Dạ. Dạ, dạ con mời chú. Tôi Nguyễn Văn Quang cộng hai chân. Xin thành thật cảm ơn cô chị 80 tuổi và cô Phúc Hạnh hôm nay được cái sự ưu ái của quý ân nhân, quý vị cộng đồng mạng đã giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, đặc biệt đi bán vé số, thì hôm nay tôi rất là cảm ơn những tấm lòng ưu ái của quý ân nhân. Thì trước khi dứt lời, tôi xin cầu chúc quý nhân và quý mạnh thường quân được nhiều sức khỏe. Còn riêng những hoàn cảnh của anh Đinh Văn Hoàng thì tôi cũng nói cho quý vị biết, cuộc sống anh Hoàng rất là khổ, là vì anh ấy ở trọ mà hình như là chủ nhà trọ họ cũng có hơi khó khăn chút xíu, nên cuộc sống anh tối ngày có khi ngủ ngoài đường, có khi buồn là cái ngủ ngoài đường luôn, đúng không anh? Đúng rồi. Rồi xong xô cái bắt đầu bị cái chiến dịch sâu hốt á, cái đưa ảnh vô trại tập trung, đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ á, tôi có từ lâu rồi tôi cũng nhảy là đến thăm anh Hoàng hoài, nhưng mà tôi có nhảy là khi nào có một phương tiện nào đó tôi sẽ kêu anh Hoàng ở đó mướn để cho có khi ra vô cho nó dễ dàng. Và gần gần tôi tình anh em của chúng tôi là cái tình rất là gắn bó, rất là keo sơn, là gì vấn đề tình nghĩa bạn bè Lang Thang Sài Gòn đi bán số thì không gì quý bằng anh hết. Gặp anh Hoàng thì tôi hỏi câu, anh Hoàng ơi bữa nay anh bán hết hay chưa? Hoàng gặp tôi, Hoàng nói anh Quang ơi anh bán hết hay chưa? Đó là cái tình yêu, tình thương thấm thiết của anh em chúng tôi. Cuộc sống của anh em chúng tôi á rất là thương nhau, rất đồng bọc cho nhau. Hoàng hỏi cái câu là Quang ơi bây giờ bán hết chưa? Tôi gặp cái Hoàng tôi cũng hỏi chứ anh bán hết chưa, thì anh em thì nói bán hết, kéo vào cái quán cà phê nào đó nhâm nhi một hai ly cà phê để tâm sự với nhau trong khoảng đời còn lại của anh em chúng tôi đó. Thì bây giờ tôi cũng rất cảm ơn cô Mạnh Thường Quân Phúc Hạnh và chị 80 tuổi cùng cháu Lang Thang Sài Gòn đã thông cảm cái cảnh ngộ của anh em chúng tôi và giúp đỡ cho anh em chúng tôi số tiền 100 đô la. Thì do nó hai lần đã thứ hai đã Lang Thang Sài Gòn đã gửi về cho anh em
còn sót lại đó, mà bây giờ tiếp tục nhận cái phần quà đó. Còn tôi thì nhận rồi, thôi tôi cũng có gì hơn, tôi cảm ơn chị 80 tuổi và cô Phúc Hạnh được nhiều sức khỏe. Trước khi dứt lời, tôi có đâu lời chúc cô Phúc Hạnh, chị 80 tuổi cùng Lan Lan Sài Gòn được hưởng một ngày vui và đồng thời hạnh phúc bên gia đình. Tôi thành thật cảm ơn. Dạ, cũng thưa chú Hoàng. Dạ, hôm nay là cũng là có cái cầu nói đó là chỗ chú Quang. Dạ, giới thiệu đến chú thì con mới biết là cái hoàn cảnh của chú. Dạ, thì thưa chú thì thông qua đây thì chú có thể chia sẻ cho bà con biết là hiện bây giờ chú ở đâu và chú đang hành nghề gì không ạ? Hôm nay là tôi ở tại xa lộ ở phường Bình Lâm, 51 trên 14 Điện Biên Phủ, phường Bình Lâm, quận Bình Thạnh. Hôm trước kia tôi cũng có nằm ở giữa hè xa lộ, tôi ngủ gian đường khoảng mười mấy năm. Bây giờ tôi sẽ có một cái điều kiện là đi bán vé số để mà mướn một cái phòng trọ để mà qua ngày. Là những ngày qua chú có bán vé số không? Có. Rồi như thu nhập bình thường của chú Hoàng là thế nào? Chú thu nhập vô một ngày được 100.000, 100 tờ vé số là được 100.000. Mình lấy 90 mình bán 100. Thế thì cái phòng trọ của chú là bao nhiêu tiền? Có 1.500.000 điện cho ta lo hết. Thế hàng tháng là chú phải sống gói gắm trong 1.500.000 còn lại. Chú có vợ con gì không chú? Trước kia là tôi đi lính thì có vợ con, sau này vợ con thấy tôi trên tình cảnh này không có vợ con nữa. Bỏ ra đi thôi. Chú được mấy người con? Chú được mấy người con? Một người con gái, hai thằng con trai nó qua đời rồi. Ba người. Là hiện bây giờ chú còn một người con gái sống. Cuộc sống của chú hiện giờ là chú sống với ai? Sống một mình. Chú sống một mình. Tự bán vé số, tự mình lo ăn lo uống, do nên mình tự đập hết, không xin xỏ trong cái gia đình nữa. Gia đình nói nhiều khi mình tới rồi, nhiều khi con cái rồi nó hết tuổi mình. Mình không thích đến để mình làm, mình tự lo đi bán vé số mọi ngày để mình tự lo mà bản thân mình. Chung con cái của chú là con gái của chú là vẫn ở khu vực Sài Gòn hay sao? Sài Gòn. Mà không có động thái quan tâm đến chú? Không quan tâm, không ai hết. Chú có hay liên lạc không? Chú có hay liên lạc con gái chú không? Hay là nhiều khi thấy những bữa cơm nó đi ăn tôi tới, nó không kêu tôi ăn. Bất hạnh như vậy. Vì hoàn cảnh nó khó khăn. Tôi phải chịu đựng, chịu cam đựng. Tôi muốn để cho qua đời cho rồi thì không qua đời được. Chưa ai nói dạ. Dạ thưa chú này nè, chung là con cũng mới gặp chú lần đầu. Dạ cũng thông qua chú Quang là chỗ cái cầu nói con biết đến chú. Dạ thì tất cả những gì của chú chia sẻ thì con cũng nhìn trong ánh mắt của chú là những vấn đề con cũng thấy là có những cái chạnh lòng. Thì thưa chú thế này, thông những cái gì đó nó không vui thì chúng ta bỏ qua đi. Thì hôm nay con cũng thông qua chỗ chú Quang, con cũng mang đến cho chú một niềm vui. Đó là con sẽ gửi cho chú cái số tiền là 100 đô la Mỹ của là nhóm Mạnh Thường Quân của cô Phúc Hạnh thông qua cô 80 gửi về cho con để đi chia sẻ những bà con mà có cái hoàn cảnh nó khó khăn. Dạ thì thông qua chú Quang thì con biết chú là cũng có những cái thanh trầm trong cái cuộc sống, nó cũng đang khó khăn trong cái thời điểm hiện tại này. Dạ thì con xin phép là thay mặt Mạnh Thường Quân con gửi cho chú là số tiền là 100 đô. Thì mong chú là dùng số tiền này để chú là trang trải trong cái cuộc sống những ngày sắp tới. Dạ con trao chú. Anh cầm cái tiền cho nó lấy số 100 lên rồi xong tôi anh đưa lên rồi nó chụp ai. Dạ. Dạ thưa chú thì sau khi chú nhận số tiền của Mạnh Thường Quân gửi chú là 100 đô, chú có cảm tưởng gì? Chú cho con biết được không ạ? Tôi cảm tưởng là tôi rất mừng và quý ân nhân với Mạnh Thường Quân gửi cho tôi được. Gửi về cho ông anh được 100 đô la chuyển qua cho tôi rất cảm ơn. Dạ cháu nhỏ lắm. Dạ thôi thì tất cả tạm vậy đi. Dạ thì
bây giờ cái đây là cháu nó là bên thân làm bên YouTube đó, tức là bên của chú là Lo Thăng Sài Gòn. Mấy chú thấy tôi đi ngoài đường thấy tôi như vậy, mới thấy tôi rồi mới hỏi thăm tôi hoàn cảnh của tôi như thế nào đó, chú mới đưa lên mạng và đồng thời hỏi tôi còn người bạn nào nữa hay không. Thì tôi trả lời là những người bạn như số tôi vẫn còn rất đông, nên thật là lần trước thì tôi đã đưa đi 10 người rồi, em nó đưa bởi người ta cho gì 1.000 chị 80 tuổi nó đưa về 1.000 đô, lần này là lần thứ hai gửi gì 1.000 đô giúp cho mình những hoàn cảnh khó khăn còn lại đó. Thì chừng nào nếu mà có nếu anh em kia mà có duyên thì tôi sẽ làm tiếp, tôi đưa nữa, còn nếu mà có tạm dừng thì thôi, hiểu không? Tôi chỉ có mấy chuyện lời cho thôi cho ba nhà. Yeah. Dạ chú Hoàng, chú có cái ý kiến như nào nữa không để con kết thúc clip? Dạ, giờ mình không biết ý kiến như thế nào, tại vì mình trên hoàn cảnh năm nay 70 mấy tuổi rồi, yeah, mà không có ăn học, không biết những gì, yeah, thật sự. Yeah. Dạ thôi thưa chú thế này nè, hôm nay con cũng là tới để thăm chú qua cái sự giới thiệu của chú Hoàng, và con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân và gửi cho chú cái món quà. À, của Mạnh Quân gửi đến chú, đó là cái số tiền là 100 đô la Mỹ. Thì con mong rằng với cái số tiền này chú sẽ có những cái mà trang trải trong những ngày sắp tới. Và còn nếu như có duyên tiếp thì con sẵn sàng sẽ là một cầu nối, sẽ đi đưa đến tận tay của chú như vấn đề thế này. Dạ, thì kính thưa quý vị, đây là cái trường hợp của chú Hoàng, là người chú mà được chú Hoàng là làm cầu nối dẫn đến để lang thang Sài Gòn, kể như là tìm hiểu cái hoàn cảnh của chú Hoàng. Thì thông qua cái những gì chú Hoàng nói thì tất cả quý vị cũng đã nghe cái sự chia sẻ chân thành của chú. Dạ thì cái clip này chắc là Lang Thang Sài Gòn cũng không biết nói gì hơn, Lang Thang Sài Gòn xin phép là kết thúc clip đây. Trước khi kết thúc clip thì con chúc chú Hoàng, chú Hoàng và cái lời chúc là sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống. Dạ thì Lang Thang Sài Gòn cũng không quên gửi đến tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Lang Thang Sài Gòn xin hẹn gặp lại quý vị trong những trường hợp là sắp tới. Và đây là trường hợp của chú Hoàng, là trường hợp thứ 7 mà Lang Thang Sài Gòn cũng đã trao trong ngày hôm nay. Và Lang Thang Sài Gòn một lần nữa kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bye bye quý vị nhé.